Sáng ngày 31 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Năm 2023, nhờ làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo nên các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất đạt 11.015,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,22%, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, đến thời điểm này toàn huyện đã có 2 trang trại cam được công nhận sản xuất hữu cơ. Thực hiện chủ trương mỗi xã một sản phẩm, trong năm 2023, toàn huyện đã có thêm 14 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Lũy kế đến nay đã có 34 sản phẩm OCOP. Phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm đẩy mạnh, có sức lan tỏa rộng khắp, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và đã đạt được những kết quả tích cực, trở thành phong trào thi đua trọng tâm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Trong năm, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới đạt gần 245 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 74 tỷ đồng, cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, cảnh quan môi trường tiếp tục được chỉnh trang, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang hơn, sạch đẹp hơn, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Dự kiến năm 2023 sẽ có 6 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 29 xã, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn huyện lên 4 xã. Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 31 được đẩy mạnh. Đến nay đã có 4 công trình hoàn thành, 4 công trình đang được thực hiện và có 2 công trình đang vận hành vốn. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo rà soát các công trình cấp bách có tác động đến phát triển kinh tế của huyện để thu hút đầu tư nên đã có thêm 8 công trình trọng điểm, 2 nhà máy may ở xã Thanh Phong và Thanh Thịnh đã được ghi vốn để thực hiện. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội được đẩy mạnh, ngành giáo dục tiếp tục đứng top đầu của tỉnh với nhiều thành tích nổi trội. Năm học qua, toàn huyện đã có 28 giáo viên tiểu học và 19 giáo viên trung học cơ sở được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 45 học sinh lớp 9 và 138 học sinh lớp 12 đạt học sinh giỏi tỉnh. Công tác chuyển đổi số được triển khai thực hiện mạnh mẽ trên cả 3 trụ cột: kinh tế số, chính quyền số và xã hội số. Đến nay, tỷ lệ người dùng thường xuyên phần mềm quản lý văn bản và điều hành cấp huyện đạt 98,9%. Tỷ lệ văn bản đến được lãnh đạo phê duyệt trên phần mềm, tỷ lệ văn bản đi được ký số và phát hành trên phần mềm, cả hai đạt xấp xỉ 100%. Chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết và số hóa hồ sơ trên cổng dịch vụ công của tỉnh Nghệ An nằm trong top đầu của tỉnh. 100% các cơ quan, đơn vị, sự nghiệp công lập thực hiện chi trả lương không dùng tiền mặt. Phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia và phát triển mạnh mẽ rộng khắp. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2023 đạt trên 87,2%. Công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, phi vật thể được quan tâm. Đến nay toàn huyện đã có 71 trên 455 di tích được xếp hạng. Phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng an ninh tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú và có sức lan tỏa lớn. Ban chỉ huy quân sự huyện 2 năm liền được quân khu công nhận đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt kết quả tốt. Chính quyền các cấp đã đề ra nhiều biện pháp, cách làm hay, đặc biệt là nhiều địa phương đã triển khai thực hiện ngày thứ bảy vì dân để nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Vì vậy đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia có hiệu quả. Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương và kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống của Đảng bộ huyện. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu cho năm 2024, đó là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ 9,5 đến 10%, thu nhập bình quân đầu người từ 51,5 đến 52,5 triệu đồng một người, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn 4.800 đến 4.900 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt 111.650 tấn, thu ngân sách nhà nước đạt trên 198 tỷ đồng.
có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,7%, số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 5 trường, tỷ lệ khu dân cư văn hóa 77,3%, số xã đạt chuẩn thiết chế văn hóa thông tin thể thao tăng thêm 5 xã, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 92%. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 58 tập thể, tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 158 cá nhân, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 113 cá nhân, tặng giấy khen cho 69 tập thể và 190 cá nhân. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện còn khen thưởng cho 9 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng chí Phan Đình Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, phát biểu hưởng ứng với tinh thần và quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kết luận hội nghị, ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao trong lời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất trong các phong trào thi đua yêu nước. Trước mắt là tập trung sản xuất và chăm sóc lúa xuân, tổ chức cho nhân dân vui Tết đón xuân, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, quan tâm đến các gia đình chính sách, người neo đơn, hộ nghèo để gia đình nào cũng được đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là xử lý nghiêm việc vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.